Xin chào các bạn, chào mừng tất cả bạn đến với chương trình Cách đọc bản vẽ nhà dân hay nhà phố miễn phí với Lương Trailer. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Văn Lương, hay có biệt hiệu là Lương Trailer, hiện là giám đốc công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay tôi làm series này để hướng dẫn chi tiết cách đọc bản vẽ cho những người đang và chuẩn bị có ý định xây dựng nhà. Cái phần đọc bản vẽ nó rất quan trọng. Nếu bạn bị một vị chủ nhà mà bạn không có một chút kiến thức gì về đọc bản vẽ thì dẫn đến là sẽ lãng phí về tiền của, thời gian và công sức. Tôi lấy một ví dụ đơn giản như thế này: nếu mà trong cái quá trình mà thi công bạn không biết đọc bản vẽ thì đơn vị thi công họ triển khai sai theo ý tưởng của bạn chẳng hạn, đến lúc đấy chúng ta phải đập bỏ đi, chúng ta làm lại, dẫn đến là gì, mất thời gian, công sức và tiền bạc rất là nhiều. Vì vậy cái đọc bản vẽ là cái căn bản nhất mà tất cả các vị chủ nhà cần phải nắm bắt được. Đấy, và tôi thấy thực trạng hiện nay thì đa số các chủ nhà thì đều không biết đọc bản vẽ và phụ thuộc hoàn toàn vào các đơn vị thi công hay đơn vị thiết kế. Do đó hôm nay thông qua bộ series này, chỉ cần bạn bỏ chút ra thời gian xem thì bạn sẽ hoàn toàn đọc được bất kỳ bản vẽ nhà phố hay gọi là nhà dân nào. Ok, thì nếu các bạn vô tình xem được video này thì bạn có thể vào website là kinhnghiemxaynhao.net. Cứ nhắc lại là kinhnghiemxaynhao.net. Bạn đăng ký form ở đây thì tôi sẽ gửi toàn bộ series các bài học cũng như quà tặng mẫu các cái bản vẽ kèm theo khi bạn đăng ký vào form của website là kinhnghiemxaynhao.net. Ok. Rồi, thì trong bài học đầu tiên ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em là thế thì cái bản vẽ thiết kế nhà phố hay nhà dân thì nó gồm những cái bản vẽ chính gì, gồm những bản vẽ chính gì. Ok. Thì đa số là khi mà đơn vị thiết kế họ đưa cho bạn thì họ sẽ đưa cho bạn một cái phối cảnh 3D. Thì đây là một cái phần mềm, thì bọn tôi là làm dân thiết kế thì tôi thường dùng những cái phần mềm như này để tạo ra một cái phối cảnh 3D. Thì bạn chỉ hiểu được cái phối cảnh 3D thôi. Đấy, đồng thời họ sẽ cho bạn các cái bản vẽ 2D. Đấy, và 2D thì bạn sẽ mù tịt, bạn sẽ không biết cái gì cả. Nhìn vào đây là chịu chết, không biết luôn, đúng không? Nhưng thông qua cái video này bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được tất cả các bản vẽ 2D này. Như tôi nói, 3D thì rất dễ rồi, nhìn đây các bạn thể tưởng tượng luôn. Đấy, nhưng 2D thì bạn chịu chết, đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đó là những bản vẽ chính ở trong bản vẽ thiết kế gồm những bản vẽ gì. Thì xin thưa với bạn, bất kỳ bản vẽ nhà phố hay nhà dân nào thì nó đều có 4 phần chính thôi. Phần thứ nhất đó là các bản vẽ kiến trúc. Thì trong đó chúng ta sẽ nhìn được các cái công năng, các cái không gian, các cái chức năng của phần kiến trúc, được chưa? Thì đây là một cái mô hình kiến trúc 3D này. Đó, thì ngoài bản vẽ 3D nó sẽ gồm có các bản vẽ mặt bằng kiến trúc này. Đây, tôi có thể mở cho anh em. Rồi, tiếp theo nó là gì ạ? Mặt bằng kiến trúc, mặt đứng kiến trúc. Đó. Tí nữa tôi sẽ giải thích cho anh em chi tiết từng bản vẽ này. Mặt cắt kiến trúc, bây giờ tôi giới thiệu qua thôi. Đó. Tiếp theo nữa đó là về mặt trần, mặt bằng trần kiến trúc, mặt bằng lát sàn. Rồi. Tiếp đến là mặt bằng bố trí nội thất của các tầng luôn, đúng không ạ? Đó, tiếp theo là chi tiết cầu thang. Đó. Chi tiết cầu thang. Chi tiết của nhà vệ sinh, chúng ta phải bổ chi tiết ra, được chưa? Đấy, tức là bạn hiểu nôm na là tất cả các bản vẽ kiến trúc này sẽ thể hiện được cái không gian, cái công năng, chi tiết của từng tầng và chi tiết của từng phòng, đúng không ạ? Để gì ạ? Để cái người mà thi công ấy, họ có thể nhìn vào đây, họ có thể thì làm được. Đấy, và phải có đầy đủ thông tin như là kích thước và vị trí của các cái đối tượng để họ có thể thi công được, được chưa? Rồi, thì đấy là toàn bộ các cái bản vẽ về phần kiến trúc. Thì lần lượt tôi sẽ giới thiệu sâu cho anh em chi tiết các cái bản vẽ trong cái mục kiến trúc này. Thì đó là phần thứ nhất nhá. Phần thứ hai trong một cái hồ sơ bản vẽ là phần về bản vẽ kết cấu. Đây, thì tôi mở cho bạn một cái mô hình 3D kết cấu đây. Thì trong bản vẽ kết cấu này thì bạn sẽ nhìn thấy được là các cái đối tượng về dầm, sàn, cột. Đó, giả sử bây giờ nó trong bản vẽ kết cấu thì nó sẽ gồm những bản vẽ kết cấu gì. Rồi, giờ tôi sẽ mở xuống dưới đây. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là gì? Mặt bằng kết cấu móng này. Đó, thì trong cái mặt bằng này chúng ta sẽ nhìn được móng nó được bố trí ở vị trí như thế nào, kích thước sơ bộ của các móng ra sao, gồm những loại móng gì, móng thì được làm từ vật liệu gì, được chưa? Đó, và thứ hai, mặt bằng xây tường móng này, mặt bằng răng tường móng này, mặt bằng định vị cổ cột này, mặt bằng định vị cột tầng 1, tầng 2, tầng 3 này, mặt bằng kết cấu tầng 2 này. Đấy, mặt bằng thép này, bố trí thép sàn này, mặt bằng bố trí thép dầm này, bố trí thép cột này. Đấy, rất là nhiều các bản vẽ thì tôi sẽ lần lượt giới thiệu cho anh em từng bản vẽ này một. Đó, thì bạn hiểu lôm na cho tôi là ở cái phần kết cấu ấy, thì tất cả các bản vẽ kết cấu nó sẽ giúp cho các bạn hiểu được là gì ạ? Là các bộ phận kết cấu trong công trình này gồm những bộ phận gì, tiết diện, kích thước của nó ra sao. Đấy, và nó được bố trí ở những vị trí như thế nào. Đó, và người ta sẽ tính toán cho bạn là những cái loại kết cấu, ví dụ như là tiết diện của cột, dầm, sàn, móng, người ta đã chọn cho bạn là gì, nó đã đủ an toàn chịu lực rồi. Đó, thì việc của bạn là bạn chỉ cần biết đọc thôi, bạn chỉ cần đọc hiểu các cái loại này để khi ra đi thi công ấy,
Đấy, thì nó không bị gì, không bị sai sót. Chứ nếu bạn không có kiến thức về phần đặc biệt là về phần kết cấu này đấy, thì bạn sẽ bị thiệt rất là nhiều, tôi đảm bảo các bạn, thiệt rất là nhiều. Vâng, như vậy là chúng ta đã hết cái phần số 2 là các bản vẽ về phần kết cấu. Đến phần số 3 trong cái hồ sơ bản vẽ, đó là bản vẽ về nước. Đó, thì đây giả sử tôi có một cái mô hình 3D về nước ở đây. Đấy, thì trong đó nó sẽ có sơ đồ bố trí về nước này. Đấy, mặt bằng cấp thoát nước tầng 1, mặt bằng cấp thoát nước tầng 2, tầng 3, tầng 4, có bao nhiêu tầng thì sẽ có bấy nhiêu mặt bằng cấp thoát nước. Sau đó chi tiết của các cái hộp kỹ thuật tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đấy, và rất là nhiều các cái bản vẽ nước khác liên quan, ví dụ như là bản vẽ về thiết bị. Đấy, cách lắp đặt các cái thiết bị ra sao, thống kê các cái thiết bị như thế nào. Thì phần này thì tôi sẽ trình bày chi tiết ở những cái video sau. Rồi, thì bạn hiểu luôn ra cho tôi là ở cái phần số 3 trong hồ sơ bản vẽ là phần nước đây này, bản vẽ về nước này, là bạn sẽ hiểu được là sơ đồ bố trí của các cái thiết bị cấp thoát nước ở trong công trình này như thế nào. Đó, thì các bạn xem các video sau thì tôi sẽ giải thích rất là rõ. Các bạn không cần học về xây dựng, bạn cũng có thể đọc được bản vẽ về cấp thoát nước rất là chi tiết luôn. Các bạn đón chờ video sau nhé. Rồi, đấy là phần nước. Đến phần số 4 là bản vẽ về điện. Thì trong phần số 4 này thì bạn sẽ có các bản vẽ như là mặt bằng bố trí các ổ cắm tầng 1, tầng 2, tầng 3, mặt bằng thiết bị và chiếu sáng của tầng 1, tầng 2, tầng 3, sơ đồ điện của toàn bộ công trình, sơ đồ điện của tầng 1, sơ đồ điện tầng 2, tầng 3. Đấy, có bao nhiêu tầng thì sẽ có bao nhiêu tầng. Đấy, và sơ đồ của tủ điện tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó, thì lúc nào bạn hiểu cho tôi đó là gì ạ? Là ở cái phần số gì ạ? Phần số 4 là bản vẽ điện này, thì bạn sẽ hiểu được là cái hệ thống điện trong nhà của chúng ta sẽ đi như thế nào. Đấy, và nó được đầu nối ra sao, nó gồm những cái thiết bị gì. Đấy, để chúng ta hiểu và chúng ta kiểm soát được các cái thiết bị này. Khi bạn hiểu được và chúng ta đọc được các cái bản vẽ này thì chúng ta sẽ gì ạ? Thì chúng ta sẽ bảo cái đơn vị thiết kế hoặc bảo cái đơn vị thi công làm sao họ bố trí cho chúng ta thuận tiện sử dụng nhất. Chứ còn nếu chúng ta không biết gì, chúng ta cứ phụ thuộc vào bên đơn vị đi, họ thiết kế sao thì chúng ta nghe vậy, thì đến lúc trong quá trình chúng ta sử dụng ấy, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn và nó không theo ý muốn của chúng ta. Khi chúng ta biết đọc bản vẽ thì chúng ta sẽ phải góp ý kiến được. Đấy, và giúp cho căn nhà của chúng ta sẽ hoàn thiện hơn rất là nhiều. Ok, tổng kết lại như vừa rồi tôi đã nói với anh em là trong một bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế full thì bao giờ nó cũng sẽ có 4 phần. Thứ nhất là toàn bộ các cái bản vẽ về kiến trúc. Rồi, toàn bộ phần thứ hai là toàn bộ các bản vẽ về kết cấu, và phần thứ ba là toàn bộ các bản vẽ về nước, và phần thứ tư là toàn bộ các bản vẽ về điện. Thì đấy là 4 phần chính trong một bộ hồ sơ thiết kế. Được chưa? Rồi, thì đến đây thì tôi cũng chia sẻ thêm cho các bạn là thế thì trong mỗi một phần này nó có rất là nhiều các bản vẽ khác nhau, thì làm sao tôi biết được đơn vị thiết kế họ triển khai các bản vẽ này là đủ hay là thiếu. Tôi không học xây dựng thì tôi làm sao tôi biết được. Đó, thì tôi có chia sẻ thêm cho bạn một cái kinh nghiệm như thế này. Thì trong tất cả các phần như thế này, phần kiến trúc, phần kết cấu, phần điện, phần nước, thì nó đều gồm bốn bản vẽ chính, đều gồm bốn, nói chung lại nó rất nhiều bản vẽ khác nhau, nhưng mà nói chung lại nó đều gồm có bốn bản vẽ chính. Thứ nhất là bản vẽ về mặt bằng, thứ hai là bản vẽ về mặt đứng, thứ ba là bản vẽ về mặt cắt, và cuối cùng là bản vẽ về chi tiết. Đó, tôi lấy ví dụ như này, trong phần kiến trúc thì nó sẽ có gì? Mặt bằng kiến trúc các tầng, ví dụ là chúng ta đây có 3 tầng, tầng 1, tầng 2, tầng 3 và thêm tầng mái nữa, là cả tầng mái nữa. Được chưa? Rồi, mặt đứng thì có mặt đứng mặt đằng trước, mặt đứng bên hông, mặt đứng đằng sau, mặt đứng hơn hông này nữa. Được chưa? Đó, thì có bao nhiêu mặt đứng sẽ triển khai hết bấy nhiêu mặt đứng. Rồi, mặt cắt là gì ạ? Là sử như này gọi là mặt cắt này. Rồi, giờ tôi bật cái công cụ. Các bạn không cần biết cái công cụ trong cái phần mềm kỹ thuật chúng tôi dùng được cái gì, các bạn chỉ cần hiểu thôi. Rồi, thì đây là mặt cắt này. Đó, thì họ sẽ bổ cho bạn các cái mặt cắt. Đấy, đây là mặt bản tôi bổ dưới dạng 3D cho anh em hiểu, còn đây là mặt cắt dưới dạng 2D này. Đâu rồi ạ? Mặt cắt 2D. Rồi, đây là mặt cắt 2D này. Đó, thì chúng ta cái nhà này chúng ta sẽ có hai phương, phương dọc và phương ngang. Đó, nó sẽ cắt qua những cái vị trí như nào thì các bạn chờ các cái video tiếp theo tôi sẽ giải thích cho anh em hiểu như vậy. Đấy, thì nó sẽ có các bản vẽ mặt cắt. Và bản vẽ chi tiết ví dụ như là gì? Ví dụ chúng ta có mặt đứng rồi, nhưng mà chi tiết cái cửa sổ này kích thước ra sao, chiều cao, chiều rộng đố cửa, chiều rộng cánh, vật liệu nó làm gì thì đấy gọi là bản vẽ chi tiết. Thì trong bản vẽ chi tiết thì lại có bản vẽ mặt bằng chi tiết, lấy ví dụ cái cửa sổ này chẳng thì có mặt bằng của cái sửa đồ này, nó lại có bản vẽ mặt cắt chi tiết, có mặt cắt của cái cửa sổ này, lại có bản vẽ gì ạ?
mặt bằng, mặt cắt và chi tiết, ví dụ như nó có những cái chi tiết là chốt cửa này, đúng không ạ, khóa cửa này, bản lề này, thì đấy là bản vẽ chi tiết đó, bạn nhớ cho tôi nhá. Sang phần gì, phần kết cấu thì cũng tương tự như vậy, thì chúng ta cũng có các mặt bằng. Mặt bằng ở đây là gì? Mặt bằng kết cấu tầng 1, tầng 2, tầng 3, mặt bằng kết cấu tầng móng, mặt bằng kết cấu tầng mái, đúng không ạ? Có mặt cắt kết cấu, thực ra kết cấu thì thường người ta không dùng mặt cắt, nhưng mà bạn có thể bổ cái mặt cắt kết cấu của công trình cũng được. Tiếp theo nữa là bản vẽ mặt đứng kết cấu. Thường ở trong cái kết cấu thì nó sẽ không dùng mặt đứng, nhưng bạn cũng có thể xem được mặt đứng kết cấu. Tiếp theo nữa là bản vẽ chi tiết, ví dụ như là cái móng kích thước chi tiết của nó như thế nào, đúng không ạ? Cái dầm kích thước chi tiết như nào, bố trí thép ra sao, đúng không ạ? Thì chúng ta lại có bản vẽ chi tiết. Trong chi tiết thì lại có mặt bằng, tôi lấy ví dụ cái móng nhỉ, thì có mặt bằng kết cấu móng, mặt cắt kết cấu móng, đúng không ạ? Lại có gì ạ? Bản vẽ chi tiết của kết cấu móng, ví dụ như là chúng ta bố trí thép thì chúng ta thép chủng loại như thế nào, vật liệu thép ra sao, khoảng cách các đường kính thép như thế nào, đó thì bạn hiểu luôn là như vậy. Rồi bản vẽ nước thì cũng tương tự như vậy, điện cũng tương tự như vậy. Nói chung bốn phần này thì nó sẽ gồm có bốn bản vẽ chính: mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt, và cuối cùng đó là bản vẽ chi tiết, bạn nhớ cho tôi như vậy. Đấy, trong này nó rất là nhiều các bản vẽ khác nhau, nhưng mà quy tụ chung thì nó chỉ có bốn cái loại đấy thôi: mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và bản vẽ chi tiết. Và trong bản vẽ chi tiết thì lại cũng có mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt. Ok, anh em hiểu cho tôi cái điều đó nhá. Thì đây là cái phần 1 để anh em tổng quan. Những người mà không biết gì về xây dựng ấy, thì bạn cũng có thể hiểu được tổng quan một bộ hồ sơ gồm những cái gì. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo, nó sẽ hay và hấp dẫn hơn rất là nhiều.